truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Ngày nào lướt trên mạng cũng thấy mấy cái vụ bạo hành trẻ em này hết trơn á trời. Cái gì vậy con? Nè mẹ, con coi clip trên mạng nè, cô giáo đánh trẻ em mầm non mà bị người ta quay lén, bị công an bắt nè. Trời đất ơi, ghê không? Sao bây giờ mấy cái này nó cứ nhăng nhãn trên mạng vậy ta? Thôi con ơi, càng coi càng thấy sót. Sót gì đâu mẹ ơi, chưa đâu. Hôm bữa kìa con coi một cái clip mà thầy trung học đánh học sinh, rồi xong á hả, bắt phải đi học thêm, rồi bắt làm chuyện này chuyện kia, ghê lắm. Trời ơi, sao dữ thần vậy? Đó. Trời ơi, nghe mấy cái vụ này ghê quá. Sao trên đời này có nhiều chuyện lạ ở đời vậy ta? Mẹ có nghe qua rồi đó, nhưng mà mẹ không chấp nhận được đâu. Ê, kẹt. Dạ. Nãy giờ có nghe mẹ chị nói gì không vậy? Dạ. Em á, phải tránh nó nha cho. Gặp mấy cái trường hợp đó là phải tránh liền. Trời ơi, em lớn rồi phải con nít đâu chị hai. Em lớn mà em không có khôn. Em học thì em cứ lo học. Nhưng mà tới mà có một cái biểu hiện gì ở trường mà thấy lạ là em phải chạy về nói với ba mẹ liền, biết chưa? Trời ơi, em thấy chị đi hơi bị xa rồi đó. Chị hai nói là tốt cho con phải tiếp thu chứ. Dạ con biết rồi. Chị hai với mẹ cứ yên tâm. Mà nói gì đâu xa, ngay tại tiệm spa của mẹ nè, có mấy phụ huynh tới chăm sóc sắc đẹp, họ cũng phản ánh về cái chuyện mà mua bán điểm rồi chạy trường chọn, lớp chọn gì đó. Trời đất ơi, còn chưa kể nha, còn cái vụ mà giáo viên lái xe hơi tông vào học sinh mà lại đem đi che giấu. Trời ơi, những cái đó đó đã góp phần làm giảm đi cái hình ảnh tốt đẹp của người giáo viên hiện nay đó. Mẹ nói con cũng thấy lo đó. Con chỉ sợ những cái xui xẻo ở trường bám theo con thôi. Con cũng biết lo nữa hả? Xui xẻo hay không á là do ở bản thân mình thôi em ơi. Ê, mà ở trường em á có mấy cái vụ mua bán điểm không? Chạy điểm á? Không hề nha. Trường của em cực kỳ công tâm luôn. Giáo viên cực kỳ nghiêm khắc. Giỏi ra giỏi, dở ra dở. Không có cái vụ mà mua điểm hay là hối lộ gì đâu à. Mà chị nghĩ cũng tùy nơi thôi à. Chứ hả, mấy cái vụ chạy điểm này xảy ra thường xuyên em ơi. Nếu bây giờ không chấn chỉnh thì không biết sau này làm sao nữa đó. Con thấy mẹ với lại chị hai là có sự hoang mang không hề nhẹ nữa nha. Ủa, vậy em có hoang mang không? Cũng không hề nhẹ luôn à. Bà thấy mấy mẹ con hơi hoang mang quá rồi đó. Những cái trường hợp đó chỉ là những trường hợp hiếm hoi thôi. Còn đa số tất cả giáo viên á đều là những người có tâm với nghề. Tuy ba không phải là giáo viên đứng lớp ở trường, nhưng ba hiểu được tâm lý của một người nhà giáo. Ba của tụi con á là người giáo viên cá biệt, là một trong số giáo viên hiếm hoi mà gọi là người tử tế nhất trái đất này đó. Cảm ơn bà xã. Ba con á đúng là một người thầy nha, tuyệt vời nhất hệ mặt trời. À, dạy đàn thì cũng hay, giỏi thì khỏi phải nói luôn, số dách rồi nha. Định quá à. Ba, con thấy mấy người mà học giỏi thường nóng tính lắm. Điển hình là mấy người học trò của ba đó. Trời ơi, tính nóng như Trung Phi vậy á. Nhưng mà con thấy á, sau một thời gian á học ở ba thì họ đầm tính lại. Cái gì cũng vậy á, nghề nào cũng vậy, học cái gì cũng vậy. Càng giỏi thì người ta lại càng biết khiêm nhường. Học giỏi á là để phòng thân, để tự vệ, hoặc là để rèn luyện sức khỏe, để giúp đỡ người khác, chứ không phải là để đánh nhau, biết không? Dạ. Học giỏi nó cũng giống như học đàn vậy đó. Ủa, sao cao siêu vậy ba? Con không hiểu lắm. Khi con đánh đàn á thì cũng có lúc trầm lúc bổng. Dạ. Đúng không? Thì học giỏi nó cũng vậy đó. Lúc thăng trầm, lúc bổng, nhẹ nhàng, biết không? Dạ. Tụi con đó phải cố gắng lĩnh hội hết những gì gọi là tinh túy của ba con đi. Không dễ gì mà ba con trải lòng ra đâu. Hôm nay con học được sự khiêm nhường. Người càng giỏi càng khiêm nhường. Ủa sao nghe giống con người ta? Giống con. Em á hả? Em có giỏi chơi game nè, giỏi lười biếng nè, rồi sợ người ta biết mới khiêm nhường, không thèm nói, lặng thinh luôn đó, biết chưa? Trời, em nói thiệt nha, không biết là em có phải là em ruột của chị không chị hai à? Trời ơi, nói câu nào là chặt câu đó à? Mẹ, mẹ nói con nghe thử coi, hồi xưa là mẹ sinh con ở đâu hay là mẹ lượm con ở xó nào vậy? Để mẹ nhớ lại coi. Hình như lúc đó mẹ đang đi chợ,
cái mẹ nhìn thấy con mẹ đem về nuôi à? Thiệt luôn hả? Cho chừa, cho chừa. Thôi, mẹ con nói giỡn đó. Nhưng mà giỏi dở gì mình cũng phải biết khiêm tốn hết. Con cũng phải ráng học hành đi chứ không được dậm chân tại chỗ gì đâu. Dạ con biết rồi. Với lại á, mấy mẹ con cũng đừng có quá mất lòng tin về nghề giáo viên như vậy. Cuộc sống mà có người này người khác, nhưng đa số tất cả đều là những người mà có tâm với nghề hết. Sống á, là phải biết tin, hiểu chưa? Giống như em tin anh chứ gì. Giống như em không tin chị chứ gì. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để cho cuốn đi. Để gió cuốn đi. Nếu thông tin là đúng như vậy á thì tôi nghĩ sẽ rất khó khăn. Vì lương hàng tháng của chúng ta thì ít, giải thêm thì lại bị cấm. Tôi e rằng cuộc sống của giáo viên sẽ càng ngày càng khó khăn đây. Khi tôi nghe thông tin cắt bỏ biên chế của giảng viên, giáo viên cấp bậc phổ thông và chỉ ký hợp đồng với trường, thì nếu mà cắt bỏ biên chế như vậy sẽ chúng ta sẽ rất là gặp khó khăn. Bởi vì hiện tại đồng lương của chúng ta không cao. Thật ra đối với một người yêu văn yêu thơ như là tôi thì tôi có thể sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, ăn sương, uống gió mà sống tạm qua ngày. Với điều kiện tôi sống một mình. Đằng này tôi còn có ba, có má nữa. Rồi tôi chuẩn bị cưới vợ, tôi cũng phải mua cho mình một căn chung cư nho nhỏ. Cho nên đối với tôi chuyện này mà xảy ra thì khó, khó lắm, khó hơn chữ khó. Dạ thưa thầy, chúng ta dùng hết sức lực để dạy cho các học sinh. Tôi biết nghề nào cũng cực khổ. Đáp là như vậy á, tôi e là không ổn chút nào. Tôi hiểu được sự lo lắng băn khoăn của các thầy cô. Nhưng mà cái vấn đề này á, hiện nay ngành giáo dục đang áp dụng thí điểm và áp dụng tại một số trường đại học mà thôi. Mà giả sử nếu có áp dụng tại trường mình thì với cương vị tôi là một hiệu trưởng, tôi sẽ đảm bảo chắc chắn tạo mọi điều kiện để cho tất cả các giáo viên ở đây thu nhập ổn định và đồng lương và lương phụ cấp sẽ cao hơn mức lương hiện nay. Hôm nay là buổi họp với các tổ trưởng các khối của chúng ta thôi. Và tôi sẽ về tôi truyền đạt lại với giáo viên sau. Nhưng mà cũng mong là chúng ta cùng chung với ý kiến của tôi. Chứ để đưa ra thí điểm rồi, chúng ta sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Mọi người cũng nên hết sức bình tĩnh để đừng để ảnh hưởng đến tâm lý trong cái chuyện này. Người ảnh hưởng tâm lý nhất chắc có lẽ là thầy Tưởng đây. Ủa, là sao thầy? Thì thầy mới mua chung cư trả góp cưới vợ. Rồi thầy lo sợ giảm biên chế thì thầy khó cưới vợ mà. Đúng là khó thiệt. Dạ thầy đúng là khó thiệt. Nhưng mà khó cũng phải ráng kiếm vợ chứ. Từng tuổi này ế vậy coi kỳ lắm thầy. Nhìn thầy Tưởng vậy á mà thầy cũng nhìn xa trông rộng quá ha. Ủa, thầy Nam nói vậy là ý gì? Thì cái vụ mà mua chung cư mà rước nàng về Vinh đó. Thì chung cư thì cũng mua, nhưng mà chưa có nàng nào để rước về Vinh. Cho nên coi vậy chứ cũng rắc rối và vất vả lắm. Vậy mà tôi tưởng thầy có rồi. Hay là bây giờ tôi làm mai cho thầy. Cũng là giáo viên luôn, nhưng mà tôi thấy hợp với thầy lắm mà nha. Mấy cái đó tùy duyên thôi thầy Nam ơi. Mai mối gì tôi không thích đâu. Mà ai vậy? Thấy chưa, cũng hỏi là ai à. Bí mật để bật mí sau. Đồng nghiệp không à, bí mật cái gì. Nói luôn đi, chứ góp tiền mua nhà mà người yêu thì chưa có thì kỳ cục lắm. Thôi thầy Tưởng cứ từ từ đi, sẽ có mà. Thôi đi thầy, để nói sao. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.